Rồi, bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh em mình gán cái hiệu ứng. Gán cái hiệu ứng của Vedan. Gán cái hiệu ứng của Vedan ha. Vedan hai cái nút hai gán hiệu ứng cho hai cái nút này, CTR1 2. Đây là Vedan là FX1, FX2 hoặc là mình thể gán cho drop hoặc là delay hay cái gì đó. Thì bây giờ mình trước tiên là phải bấm vô master nè. Đấy, master anh em thấy rõ ha. Rồi nếu mình muốn gán hiệu ứng vô cho hai cái thằng FX1, điều khiển FX1 với hai hoặc là cho đó, thì anh em có thể là đây cái phần decibelan ha, vedan, thì anh em bấm vô enter. Đây đây em đang gán cho hiệu ứng là CTL1 nè, nó để CTL1 đầu tiên nè. Đây em gán hiệu ứng cho Rod. Thì bây giờ nó đang tắt nè. Nó đang tắt nè. Bây giờ em nhắn cái CTL1 cho Rod thì cho Rod nó sẽ chạy. Nó sẽ tắt. Cái này không tao. Thì mình có thể là mình đây nè, mình muốn gán hiệu ứng nó cho gì thì mình điều khiển nào á, thì mình có thể là đây điều khiển người vợt nè, đó vedan nè, đó đây đó, mình muốn đó tuner hoặc là đạp, đây là lên tuner, đạp CTL1 lên tuner đó. Đây rất nhiều, thì anh em muốn chọn nào thì mình cứ xây đó mình chọn thôi. Đó, muốn điều khiển nào thì mình cứ điều khiển để cho rớt. Hoặc mình có thể điều khiển cái vít 1 nè. Giờ cái tiếng ngay số 1 nè. Nè giờ em sẽ đạp lên này cho nhà xem. Đó cháy đèn thấy không? Đó, bây giờ mình tắt đi nè. Thì anh em biết thì không, ví dụ mình muốn tham khảo thì tham khảo, còn nếu anh em biết rồi thì quan hệ bỏ qua ha, mình cứ lướt qua giùm em. Đây. À, thì em hướng dẫn cơ bản cho anh em để anh em sử dụng thôi. Đây cái này là cái phần này là phần nhớ nha, cái này là cái mình điều khiển vô đây, cái bản điều khiển gắn hai hiệu ứng cho hai cái vedan này. Đây. Rồi mình lưu lại thì mình bấm cái nút này lưu lại ha, nhấn hai lần, nhấn hai lần, nhấn thêm cái nữa lưu lại, còn nếu mình không lưu lại thì mình cứ thoát ra. Đấy, thoát ra rồi. Rồi rồi xong ha, bây giờ em sẽ qua một cái phần khác nữa.